Xin chào các bạn, chúc một ngày mới vui vẻ và an lành. Hôm nay thì Nam Thu sẽ làm cái clip chia sẻ với các bạn là cái cách thức để mình tạo dáng cây bonsai bông trang nha các bạn. Đây là cây bông trang này bạn. Hôm cách đây 2 tuần thì Nam Thu cũng đã từ một cây mẹ thì Nam Thu cũng đã tách ra thành 2 cây. Thì sau 2 tuần các bạn thấy không, bây giờ nó đã phát triển tốt rồi, bây giờ nó đã lá non, nó đâm tược rồi, nó rễ nó bám chặt rồi. Thì ngay cái thời điểm này thì mình hãy nghĩ đến cái cách để mình tạo dáng thôi nha các bạn. Cây bông trang á, nói chung là trồng thì không khó, trồng rất là dễ đằng khác, hầu như là trồng là sống, tỷ lệ sống rất là cao. Nhưng mà để có được một cây bông trang mà gọi loại là bonsai đẹp thì hầu như là cũng hơi khó. Nè, như các bạn thấy không, kế bên đây đi, đây là cây bông trang đẹp và bông trang một thân các bạn thấy không, đây nè, gốc đây là gốc bông trang này, nó một thân thế này đây. Một thân thì mình sẽ dễ tạo được cái thế bonsai nó đẹp hơn, mà thấy không, như cây này nè, bây giờ cái bước đầu nó thuộc dạng thôi, nhưng Nam Thu cũng đã thấy nó đạt yêu cầu rồi, nữa mình tỉa tót lại là rất là đẹp. Theo chơi bonsai thì mỗi người chơi theo một cái trường phái, thì Nam Thu thái phái chơi cái trường phái mà nó thông thoáng, nó tự nhiên, chứ còn uống nó mà uống nhẹ thôi, chứ mình không thích uống mà cong cong quẹo quẹo. Thành ra Nam Thu rất thích những cây như thế này. Đây là cây cái bông trang vàng một thân, mà thấy không, một thân này. Nè các bạn để ý rồi, nếu không sai, cái cây bông trang là một thân như thế này thì nó không phải là hiếm, nhưng mà đa số những cây rất có giá. Cây nhỏ xíu nhưng mà Nam Thu mua 250 nè mấy bạn, mà mua từ người quen đó nha. Cây nhỏ xíu ở đây, cây này bạn thấy không, nó cao cái tầm khoảng chừng nè, nó tầm khoảng chừng là 40 phân từ cái mặt chậu cho đến này. Thì Nam Thu sẽ để cho nó cao thêm tí nữa, cho nó cao thêm khoảng khống chế nó cao khoảng từ 5 đến 6 tấc thôi. Từ đó mình nuôi cái thân cho nó mập nè, cái thân này nó mập này nó mới có giá trị, cái gốc nó mới có giá trị. Thành ra cái cây loại phải nói là cái cây để tạo được một cái dáng mà cái dáng là bonsai mà từ cái cây bông trang mà cho ra hồn á, phải nói là khó. Thiệt tình thì Nam Thu cũng làm đại thôi, tại vì ngày xưa đó khi mình chơi cái bông trang này các bạn, đa phần người ta chơi bông trang để cho tự nhiên thì mình chơi theo cái tàng thông á, cái tàng thông cái nó tròn đều lên và bắt đầu cái bông nó đơm đều qua, cái đó thì nhìn đẹp á, nó nhìn đơn giản, chỉ cần mình tỉa thôi là nó được à. Nhưng mà các bạn nhìn những cây đó mình thấy nó nhàm chán á, nó có vẻ đẹp, nó đơn điệu á, thành ra mình chơi mình phải tạo được cái dáng, cái thế của nó thì sẽ hay hơn. Bây giờ Nam Thu sẽ tiến hành, Nam Thu tạo thử cái dáng này ha, tạo thử cái dáng là cho các bạn xem thử nha. Thật tình đó thì Nam Thu cũng không có khéo tay lắm, cái tầm suy nghĩ của mình nó cái nói chung là mình cũng hơi tối dạc, phải nói thẳng như vậy. Đôi lúc mình thấy những cái cây người ta trồng rất là đẹp mà về mình nghĩ không ra, tại vì cây nó muôn màu muôn vẻ. Nhiều bạn hỏi chú Thu chỉ cho cháu cách làm sao, thiệt tình chú bó tay, còn cây của chú còn không biết làm nữa. Nhiều làm thì không nhận cái ý tưởng của mình nó bị rối á các bạn. Thành ra trước khi làm bạn thấy không, đây là cây bonsai, hai cây bông trang này khi nó tách mai đã tách ra rồi á, mà nó rất còn nhiều cây con nó thì được chùm á. Cái bông trang mà lên chùm thì thật tình mà nó không đẹp. Thì bây giờ Nam Thu sẽ tiến hành ăn, để mình tiến hành Nam Thu sẽ tạo dáng lại cho cặp cây này ha. Thì Nam Thu đang suy nghĩ mình tạo cái thế mà gọi là cái thế ba thân thôi. Là đây cây đằng nào cũng nhiều thân, giờ mình tiến hành mình tỉa bớt ha. Phải nói là cái này thuộc loại nó có năng khiếu các bạn ơi, không phải ai cũng làm được. Mình bạn chơi cái này nè, nhiều lúc các bạn cứ tạo cái dáng như vậy rồi á, xong rồi từ từ cái mình để nó đi, dù mình bị rối ý, mình cạn ý á, mình cứ để cây vậy, khi nào mình có cái ý gì hay, lâu có ý gì hay cái mình tiến hành mình sửa chữa lại nó, chứ đừng có cắt chữa lỗi nha. Nếu mà cắt chữa lỗi thì tự nhiên bút xa là chết chứ không sửa được. Cây này, dáng nó ẳng đẹp gì này, nó lên là bây giờ bạn thấy đây là cây này một thân, một nhánh các bạn, 1 2 3 4 5 6 cái rồi, 6 cái thôi. Giờ mình bỏ bớt theo mình chừa là 3 nhánh đi ha, 3 nhánh 4 nhánh là 3 4 thì kia coi 3 4 thôi 3 đi ha, 3 là chơi luôn, 3 là phút đầu thỏ rồi, thỏ đi 3 nhánh, chọn 3 nhánh mà nếu mà chơi 3 nhánh thì các bạn sẽ cắt 2 nhánh xa ra, đừng cứ để cho chín chùm vào nhau nó mất hay. Rồi thì coi 3 2 4 ta, 3 2 4 là suy nghĩ là coi, suy nghĩ là 3 2 4 đây, cắt thì cái này bỏ cái này đó.
thêm nhánh này nữa đi, còn 4 nhánh. Đây còn 4 nhánh. Còn mấy cái này để từ từ đi, từ từ mình tính nó sao. 4 nhánh, 4 trừ 4 là 8. 4 thứ quý ha, thứ quý tốt rồi ta. Suy nghĩ rất coi. Cho nên cắt thêm nhánh luôn. Nếu mà 3 nhánh thì 3 nhánh thì có lộc thọ đi. 3 nhánh là có lộc thọ, 4 nhánh là thứ quý. Và kéo gì đâu mà cục nhầy, nói về đi mua mà cứ quên hoài. Mỗi lần đi thì còn chuyện cho là cứ quên. Nó quên. Để coi suy nghĩ 4 nhánh ha. Rồi cứ coi. Giờ trước mắt mình cắt thử 4 nhánh các bạn ha. 4 nhánh coi sao cho mình coi lại. Thì đưa em này coi. Này 1, 2, 3, 4, 5 nhánh, thằng này 5 nhánh. Thằng này 5 nhánh thì đương nhiên là phải chơi là bớt nhánh thôi. Chơi bớt nhánh thì được, chơi nhánh nào bây giờ. Nhánh nào bây giờ ta thiệt. Khoan chạy thật là năng giải 1, 2, 3. Để bỏ cái này đi, bỏ cái này. Thì nghĩ kỹ không? Chơi mày luôn. Chơi mày luôn. Chơi. Đây còn 4, 3 nhánh, 3 nhánh. Đây chơi những này không ta? Cái này bỏ cái này. Bỏ cái này. Bỏ cái này đi. Rồi, đây là mấy nhánh. Chết mẹ rồi, hôm nay nãy mình cắt lên mấy dưới gốc đây được 1. Đây sẽ chết mẹ còn 3 nhánh này ta. 3 nhánh này sao? 3 nhánh. Đây có 1 nhánh này, 4 nhánh. Thiệt tình nó không biết thôi. Mình không biết tạo thể cái thế thì sao, các bạn thấy không? Cái cây này nó có xung đột, nó xung đột như vậy nè. Bây giờ mình tạo quấn dây kẽm thì dễ rồi. Rồi bây giờ mình tạo mình phải giữ được cái thế nó trước đã. Còn dây kẽm thì cũng quấn lúc nào nó cũng được. Để coi nó giữ thế nào đẹp. Thế nào đẹp đây. Thế nào đẹp. 1, 2, 3, 3 nhánh, 3 nhánh này. 3 nhánh. 3 nhánh. Nếu cắt bỏ nhánh này, bỏ luôn nhánh này. Bỏ luôn nhánh này thì nó còn 2 nhánh. 2 nhánh chùa lỗi còn mẹ gì chơi trời. Leo que giống như cái râu của ông già thì tình bó tay luôn á. 1, 2, 3, 4, đây 4 rồi. Bây giờ tạm thời mình làm nó 4 nhánh đi ha. 4 nhánh đi, nhổ sao 4 cho nó dương đều ra. Dương đều đó, khi nào cây nó phát triển mình sẽ tạo thành những cái tầng cao thấp. Nó thiệt tình cái cây này bó tay luôn á. Không biết làm sao mà làm được cây này cho đẹp. Để coi suy nghĩ các bạn nha, suy nghĩ rất à. Suy nghĩ bắt đầu giờ mình sẽ bước cho mình quấn dây kẽm nha bạn. Bạn thấy không, cây này nó công nhận nó khó thiệt á. Giờ đây thôi mình quấn dây kẽm đi, quấn dây kẽm mình vuốt nó lại đi. Vuốt nó lại giờ chứ sao giờ. Đây. Các bạn dùng cái dây nhôm thế này đây. Dây nhôm, nói tiếng dây kẽm tại mình quen nghĩ thật ra là mình dùng dây nhôm 3 ly nè. Đi quấn cái cây này, đầu tiên là mình sẽ chọn mình quấn cái cây khó nhất ha, cây này khó nhất. Đây, quấn cái này sao bạn ha? Ơi, quấn sao đây ta? Nói chứ cậu không ai nói hay đâu mấy bạn. Mấy cái nhà vườn, nhà chuyên nghiệp người ta đó, người ta làm rất là đẹp. Còn mình không chuyên mà, mình không có chuyên thành ra mình làm cũng không có đẹp mấy, cũng được thôi. Nó nhiều lúc đó, nhiều lúc nông thu cứ quấn để đó. Để đó, để từ từ mình suy nghĩ, mình tạo cái thế gì, từ từ mình sửa lại. Chứ mình mà để một lần cũng được đâu. Cái kiểu là mấy bạn khi phải làm nhiều lần, ha. Rồi quấn dây kẽm nha. Quấn dây kẽm để mình tạo cái thế cho nó xè ra mấy bạn, để được cái túm lại á. Cây mà nó túm lại nó không đẹp đâu, cho nó xè cái tán nó ra. Tán xè ra. Chơi nào cũng vậy, phải có sự đầu tư. Đây bật tay đi, bật tay mình để đây đi, bật tay này bắn đây đi. Thì hụt mãi thì rốt cuộc thì nó cũng xong. Thế là cái phải công nhận nó xấu thiệt, xấu đau cho đớn luôn. Nhưng mà giờ biết làm sao giờ các bạn thấy là cây này cái thân nó có mọc chùm mà, mọc thành 3-4 gốc, thành ra mình không biết làm sao. Thôi giờ tạm thời mình cứ làm nó như vậy đi mấy bạn ha.
mình tạm thời mình cứ uống dây kẽm đi, từ từ cái vài ngày nữa mình có ý nghĩ trong đầu á, mình có cái ý tưởng gì mới á, mình chỉnh sửa lại. Chứ thiệt tình cái cây này tôi thấy nó xấu quá. Cái cây này nếu mà muốn chơi chỉ có chơi chùm không, mà tỉa tàn thông rồi á, tàn thông lên thì nó mới đẹp. Bây giờ mình chơi cái tàn này tôi thấy không ổn rồi, có cái gì đó không ổn. Nhưng mà thôi kệ nó, cứ mình cứ trước mắt mình cứ làm vậy đi, mình cứ để đó mình trồng cho nó phát triển đi, có gì đâu, từ từ cứ mình cứ chỉnh sửa lòng thôi mấy bạn. Chơi kiển là như vậy, nó không có đòi hỏi cái sự hấp tấp, mà đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Trước hết thì Lâm Thu muốn tách cái nhánh ra, mình bung nhánh ra, tại vì khi mà nó vô dây kẽm rồi á, thì vô dây kẽm thì mình muốn uống nắng gì cũng được, uống nắng chứ nếu mà bạn mà không vô dây kẽm á, sau này nó mọc nó chùm lại á, nó chụm cây lại cái bắt đầu cái nó cứng á, nó cứng thì khó, mình khó uống. Được, cái tạm thời uống vậy đi. Như cây bên đây đẹp không? Cây bên đây là cái dáng nó rất tự nhiên, mà thấy không? Nè, cây bên đây là theo cái dáng rất tự nhiên, là dáng một thân này đó, bắt đầu nó đâm nhánh nè, đâm nhánh lên, dáng rất là tự nhiên, rất là đẹp. Đó, cây này ha. Còn hai cây này, cái bông chanh vàng này so với cái bông chanh đỏ này nó còn nó dạng thô á, là nó xấu xí quá trời ở đất. Bây giờ biết làm sao giờ ta, thôi cày cha nó biết làm sao giờ. Cứ tạm thời mình cứ nghĩ đi. Năm Thu thì cũng hơi nhiều chuyện, hỏi có chuyện gì cũng muốn chia sẻ bằng cho vui. Chứ cái này thì mình không dám nha, không có dám mà chia sẻ hay là hướng dẫn gì hết. Tại khái là khi mà Năm Thu ở nhà không có chuyện gì làm á, mà mỗi lần mình uống nắng cây cái mình làm cái clip mình nhỏ nhỏ mình tải lên cho vui, bạn xem cho vui nha. Bạn thấy ta sẽ coi thôi, đứng xa ta nhiều lúc đứng gần mình thấy nó hơi tệ. Bây giờ đứng xa bạn thấy không? Xa nè, tại vì cây này nó cũng chưa có bông á, mình ngắm nghía ta. Cái miếng làm sao ta, hãy coi thử coi. Thấy cũng được á, cũng không đến nổi đâu. Kệ nó, cứ thời gian sau đi, thời gian sau khi nó lên tốt, phát triển tốt là mình lại chỉnh sửa một lần nữa các bạn nha. Thôi, nay thì Năm Thu cũng làm cái clip nhỏ nhỏ thôi, chia sẻ với bạn cho vui. Chứ cái thật mà nói mà nếu mà mình chơi bonsai á, mình muốn tạo một cái dáng bonsai á, mình bắt chước người ta cũng không được đâu. Tại vì cái cây bonsai á, người ta tạo theo cái thế vốn có của nó. Cái thế nó có sẵn, có từ từ người ta bắt cái tư tưởng, người ta bắt cái sáng kiến, chế thêm kiểu này kiểu kia. Cái cây của mình làm sao mình áp dụng vô giống cây người ta được. Mình thôi mình có gì mình chấp nhận những gì mình có thôi, chứ biết làm sao giờ để xây vòng vòng cây được không? Không, nhìn ta xa thì thấy nó cũng được, nhìn gần cũng hơi nó hơi tệ tệ, quá tệ luôn. Này, bởi vì làm cái clip này Năm Thu thì mấy clip trước thì clip nào bị Năm Thu xin các bạn có like, nó clip này chắc không dám xin quá. Trời ơi, cái clip này mà đăng lên không bị nấm đá mới là lạ. Thôi kệ, chơi luôn ha. Có sức chơi có sức chịu. Thôi tới đây thôi, Năm Thu cũng không biết nói gì hơn, tại thấy cái quá tệ quá xấu xí rồi. Thôi chào các bạn nha. Hẹn gặp lại mấy bạn trong những clip kế tiếp, để khi nào mà cây này Năm Thu sẽ chỉnh sửa một lần nữa nhất định. Khi mà em này chỉnh sửa một lần nữa, gọi là khi mà mình tâm đắc rồi, Năm Thu cũng sẽ làm clip nữa đăng lên, các bạn xem cho vui. Đúng không ạ? Có gì đâu, các bạn xem cho vui mà, chỉ có thời gian. Thôi, bye bye các bạn nha. Chúc mấy bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp trong các bạn trong những clip kế tiếp. Clip này chắc bảo đảm nhiều bạn thất vọng lắm ha. Bảo ông Thu để Nam làm clip nhiều quá, tệ chức trong các clip. Thôi, bye bye các bạn. Bye bye.